bắn xuyên thủng một lỗ nhưng vẫn hoạt động bình thường. iPhone là dòng máy được người dùng đánh giá là bền bỉ. Tuy nhiên cụ thể là bền cỡ nào? Một người dùng Reddit mới đây đã có cơ hội được kiểm chứng điều này. Một khách hàng đã mang đến cửa hàng một chiếc iPhone 11 Pro mắc trong tình trạng thảm hại. Chiếc máy bị vỡ ở cả mặt trước và sau. Nhưng đáng chú ý nhất là nó bị thủng hẳn một lỗ có thể nhìn xuyên thấu. Điều kỳ diệu là mặc dù bị thủng một lỗ như vậy, nhưng chiếc iPhone này vẫn hoạt động một cách bình thường, hoặc ít nhất là vẫn lên màn hình. Khi so sánh vị trí của lỗ thủng với cấu tạo bên trong của iPhone 11 Pro Max, có thể thấy lỗ thủng này đã rất khéo léo. Khi chỉ phá hủy microphone của máy, một thành phần không quá quan trọng. Nếu như lỗ thủng chỉ cần lệch một chút sang pin hoặc bên bot, có lẽ chiếc iPhone 11 Pro Max cũng sẽ chẳng thể sống sót. Chủ nhân của chiếc iPhone này đã nói rằng anh ta đã suýt bị bắn khi tham gia một bữa tiệc, và một viên đạn đã trúng vào chiếc iPhone mà anh này cầm trên tay.